thì các ngươi thật sự là môn đồ ta. Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ cho các ngươi được tự do. Nếu con Đức Chúa Trời cho các ngươi tự do, các ngươi sẽ thật sự được tự do. Ta là cái cửa, nếu ai bởi ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi. Ta là đấng chăn chiên hiền lành. Người chăn chiên hiền lành vì chiên mà phó sự sống mình. Chiên ta nghe tiếng ta, ta biết chúng, và chúng theo ta. Ta ban cho chúng sự sống đời đời, và chúng chẳng hư mất bao giờ. Cũng chẳng ai cướp chúng khỏi tay ta. Sau 3 năm giảng dạy, Chúa Giêsu bảo các môn đồ đem đến cho Ngài một con lừa con chưa có người nào cưỡi lên để Ngài dùng. Sau đó, Chúa cưỡi lừa vào thành Jerusalem. Một đám đông bắt đầu lớn tiếng tung hô và chúc tụng Đức Chúa Trời về những việc cả thể mà họ đã chứng kiến. Họ kêu lên: Hosanna, đáng ngợi khen vua nhân danh Chúa mà đến. Bình an ở trên trời và vinh hiển trên các nơi rất cao. Nhưng khi đến gần thành, Chúa Giêsu nhìn và khóc về thành ấy, vì dân chúng vẫn không nhận biết Ngài là đấng cứu chuộc trong lời hứa của Đức Chúa Trời. Kế đó, Satan ám vào Judas Iscariot, một trong 12 môn đồ của Chúa Giêsu, và Judas mưu tính với các thầy tế lễ cả và các thầy đội về cách phản bội Chúa Giêsu. Họ mừng lắm và đồng ý cho Judas 30 miếng bạc nếu ông báo cho họ biết thời gian và địa điểm để bắt Chúa Giêsu lúc không có đám đông quanh Ngài. Chúa Giêsu biết rằng giờ mình phải chết đã đến. Vì thế, Ngài nhóm các môn đồ lại với nhau để dự bữa tiệc của lễ vượt qua. Trong lúc ăn, Chúa Giêsu lấy bánh, chúc phước và bẻ ra, trao cho các môn đồ và phán rằng: Hãy nhận lấy và ăn, này là thân thể ta, bị vỡ ra vì các ngươi, hãy làm điều này để nhớ ta. Và Ngài cầm một cái chén, sau khi tạ ơn, Ngài trao cho các môn đồ và ai nấy đều uống. Ngài phán với họ rằng: Này là huyết ta, huyết của giao ước mới, đã đổ ra cho nhiều người được tha tội. Nhưng ta nói cùng các ngươi, ta sẽ không uống nước trái nho này nữa, cho đến ngày ta sẽ uống trái nho mới cùng các ngươi trong nước cha ta. Chúa Giêsu phán: Lòng các ngươi chớ hề bối rối, các ngươi tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, ta đi để sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Và khi ta đã đi và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại để đem các ngươi đi, hầu cho các ngươi có thể ở cùng ta. Các ngươi biết ta đi đâu và biết đường đi nữa. Thomas thưa rằng: Lạy Chúa, chúng tôi chẳng biết Chúa đi đâu thì làm sao biết đường được? Chúa Giêsu đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai đến được cùng cha. Tối hôm đó, Chúa Giêsu cũng báo trước cho các môn đồ về những khó khăn sắp đến. Ngài phán: Nếu người đời ghét các ngươi, thì hãy nhớ rằng họ đã ghét ta trước các ngươi. Kẻ nào ghét ta cũng ghét cha ta nữa. Sau khi ăn tối, Chúa Giêsu đi bộ đến vườn Gethsemane để cầu nguyện. Các môn đồ theo Ngài đến nơi vắng vẻ này. Sau khi Ngài cầu nguyện xong, các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão đến để tìm Chúa Giêsu. Judas, người vừa ăn chung với Chúa Giêsu, dẫn đầu đám đông đó. Judas đến gần Chúa Giêsu và chào Ngài bằng một cái hôn phản bội. Thưa mình, khi Chúa Giêsu tự nhận mình trước đám đông bằng cách bảo rằng chính ta đây, thì họ thối lui và té xuống đất. Sau đó, Chúa Giêsu để cho họ trói Ngài và đem Ngài đến nhà của thầy tế lễ. Các người lính canh đền thờ bắt giữ Chúa Giêsu, chế nhạo và nhổ trên Ngài. Và sau khi đã bịt mắt Ngài, họ đấm Ngài và tát vào mặt Ngài rồi bảo rằng: Hãy nói tiên tri đi, hãy đoán xem ai đánh ngươi. Sáng sớm hôm sau, đám đông đưa Chúa Giêsu đến gặp quan tổng trấn La Mã là Phi-lát, và họ bắt đầu buộc tội Ngài rằng: Chúng tôi thấy rằng người này gây rối loạn cho dân tộc Do Thái chúng ta. Nhưng sau khi tra hỏi Chúa Giêsu, Phi-lát bảo các thầy tế lễ, các quan đề hình và dân chúng rằng: Người này đâu có làm gì đáng chết đâu, nên ta sẽ cho đánh đòn rồi tha đi. Nhưng họ đồng thanh kêu lên rằng: Hãy giết người này đi, hãy đóng đinh nó, hãy đóng đinh nó. Phi-lát muốn chiều lòng dân chúng nên cho đánh đòn Chúa Giêsu thật nặng rồi giao Ngài cho họ để đóng đinh trên cây thập tự. Bọn lính La Mã đan một cái mão bằng gai đội lên đầu Ngài,
và họ tròn cho Ngài một cái áo điều rồi chào Ngài rằng: Kính lạy vua dân Giuđa. Và họ dùng tay vả trên mặt Ngài. Sau đó, họ đem Chúa Giêsu đi, bắt Ngài vác một thập tự giá bằng gỗ đến một chỗ gọi là Calvary, cũng được gọi là Golgotha hay chỗ cái sọ. Cũng tại đó, nơi mà nhiều năm về trước, Đức Chúa Trời đã bảo Abraham dâng con trai yêu quý duy nhất là Isaac làm của tế lễ. Họ đã đóng đinh Chúa Giêsu, con yêu dấu của Đức Chúa Trời, trên cây thập tự. Trong lúc bị đóng đinh, Chúa Giêsu cầu xin: Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm gì. Trong lúc Chúa Giêsu bị đóng đinh, giữa hai tên cướp cũng đang bị hành quyết, bọn lính lấy áo Ngài và bắt thăm để chia nhau áo sống Ngài. Điều này làm ứng nghiệm lời tiên tri của David: Trong 3 tiếng đồng hồ, dân chúng đứng xem. Những người coi việc cùng làm với họ nhạo cười Chúa Giêsu rằng: Nó cứu người khác, nếu nó là Đấng Christ, Đấng Đức Chúa Trời đã chọn lựa thì cứu mình đi. Khắp xứ trở nên tối tăm trong 3 tiếng đồng hồ và làm ứng nghiệm lời tiên tri rằng: Đức Chúa Trời đã chất tội lỗi của tất cả chúng ta trên Ngài. Chúa Giêsu kêu lớn tiếng rằng: Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Chúa Giêsu biết rằng mọi sự nay đã được hoàn tất, làm ứng nghiệm lời Kinh Thánh khi Ngài nói rằng: Ta khát. Bọn lính đưa giấm cho Chúa Giêsu uống và chế nhạo Ngài rằng: Nếu ngươi là vua dân Giuđa thì tự cứu mình đi. Chúa Giêsu nếm chút giấm rồi kêu lên rằng: Mọi việc đã được trọn. Lạy Cha, còn giao linh hồn lại trong tay Cha. Rồi Ngài gục đầu xuống và tắt hơi. Khi Chúa Giêsu chết, mặt trời trở nên tối, đất rúng động và bức màn dày trong đền thờ bị xé chính giữa ra làm hai từ trên xuống. Khi thầy đội La Mã thấy vậy thì nói rằng: Người này quả thật là con Đức Chúa Trời. Kế đó, quân lính đến và đánh gãy ống chân của hai tên cướp bị đóng đinh trên cây thập tự hai bên Chúa Giêsu. Nhưng khi bọn lính thấy Chúa Giêsu đã chết thì họ không đánh gãy ống chân Ngài. Nhưng một tên lính lấy giáo đâm ngang sườn Ngài thì có máu và nước chảy ra. Tất cả những điều này xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Không một cái xương nào của Ngài bị gãy. Và họ nhìn xem đấng đã bị họ đâm. Sau đó, có hai người có lòng tin là Joseph và Nicodem đến lấy xác Chúa Giêsu, quấn lại bằng vải liệm ngâm thuốc thơm và đặt xác Ngài trong một ngôi mộ. Kế đó, theo lời yêu cầu của các nhà lãnh đạo người Do Thái, ngôi mộ được niêm phong và có lính La Mã canh gác. Và sau 3 ngày, có một trận động đất lớn và một thiên sứ của Chúa lăn hòn đá ra khỏi cửa mộ. Lính canh sợ hãi, run rẩy và bỏ chạy khi các môn đệ của Chúa Giêsu đến ngôi mộ và thấy hòn đá đã được lăn ra khỏi cửa mộ thì bối rối. Thình lình có hai người nam mặc áo sáng như chớp đứng cạnh họ và bảo rằng: Tại sao các ngươi tìm người sống trong vòng kẻ chết? Ngài không ở đây đâu, nhưng Ngài đã sống lại. Các ngươi còn nhớ, Ngài đã báo trước với các ngươi rằng Ngài phải bị nộp trong tay kẻ có tội, phải bị đóng đinh trên cây thập tự và ngày thứ ba phải sống lại hay không? Họ liền nhớ lại những lời Ngài đã phán. Tối hôm đó, Chúa Giêsu hiện đến giữa các môn đồ và phán rằng: Bình an cho các ngươi. Nhưng họ đều hoảng sợ, tưởng mình thấy thần linh. Ngài phán rằng: Hãy xem tay chân ta, chính ta đây. Hãy rờ đến ta và xem, vì thần linh thì không có thịt xương như các ngươi thấy ta có. Mọi sự xảy ra đúng như ta đã bảo các ngươi, vì mọi điều đã chép về ta trong luật pháp Môi-se, các sách tiên tri, các thi thiên đều phải ứng nghiệm. Bây giờ Ngài mở trí cho họ hiểu và phán: Kinh Thánh có chép rằng
Đấng Christ phải chịu đau đớn và ngày thứ ba sẽ từ kẻ chết sống lại. Và người ta sẽ nhân danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội. Và các ngươi đã thấy những việc này. Đức Chúa Giêsu tiếp tục hiện ra cho nhiều người, chứng tỏ với họ rằng Ngài sống, và đó là bằng chứng vững vàng cho sự phục sinh của Ngài. Và Ngài phán dạy các môn đồ, hãy đi khắp thế gian và rao giảng tin mừng. Cuối thời gian 40 ngày, Chúa Giêsu bảo các môn đồ của Ngài rằng, các ngươi sẽ nhận lãnh quyền phép sau khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, và các ngươi sẽ nói với những người khác về ta, tại Jerusalem, cả xứ Jude, xứ Samari, cho đến khắp cùng trái đất. Trong lúc các người đó nhìn xem Chúa Giêsu, Ngài được cất lên và một đám mây tiếp Ngài khuất đi, có hai người nam mặc áo trắng nói rằng, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Giêsu này đã được cất lên trời cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy. Như thế, các môn đồ của Chúa Giêsu đi ra khắp nơi, rao giảng tin mừng và làm báp têm, nói cho mọi người biết rằng Chúa cứu thế Giêsu đã sống lại từ trong kẻ chết. Họ dùng Kinh Thánh để chứng minh rằng vì Adam mà tội lỗi và sự chết đã đến, nhưng bởi Chúa Giêsu thì có sự tha thứ tội lỗi và sự sống lại của kẻ chết. Họ giảng dạy rằng một ngày nào đó tất cả thân thể mới của những người đặt lòng tin nơi Chúa Đức Chúa Trời và tin Chúa Giêsu là Chúa và là Đấng cứu chuộc thì sẽ được sống lại từ trong kẻ chết, và cùng với những người còn sống sẽ được cất lên trên đám mây để gặp Chúa Giêsu trên không trung. Kinh Thánh cũng bảo rằng thiên đàng sẽ mở rộng và Chúa Giêsu sẽ trở lại trần gian như một vị vua chiến thắng và quan án công bình, và danh hiệu được viết trên áo Ngài là Vua của các vua và Chúa của các chúa, và các đạo binh trên trời đều cưỡi ngựa bạch mà theo Ngài. Chúa Giêsu sẽ đứng trên núi Olive y như tiên tri Sacheri đã báo trước, và núi sẽ bị xé làm đôi. Chúa Giêsu sẽ cai trị khắp mặt đất. Khi kỳ hạn 1000 năm mãn rồi, Satan sẽ được thả ra, và một lần nữa nó đi ra để lừa dối các dân. Nhưng lửa từ Đức Chúa Trời sẽ đổ xuống thiêu diệt những người theo Satan. Sau cùng, Satan kẻ lừa dối sẽ bị ném vào hồ lửa, và nó sẽ bị hành hạ ngày đêm cho đến đời đời. Bây giờ, trước một ngày trắng và lớn, những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đều sẽ đứng trước mặt Đức Chúa Trời, và bất cứ kẻ nào không được biên tên vào sách sự sống đều chắc chắn sẽ bị ném vào hồ lửa. Nhưng trong trời mới và đất mới, Đức Chúa Trời sẽ ở với dân Ngài, và Đức Chúa Trời sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt họ, và sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc kêu ca hay là đau đớn nữa, vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Và sẽ không còn cần đến ánh đèn hay ánh sáng mặt trời, vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và của Chiên Con sẽ là ánh sáng, và họ sẽ trị vì đời đời. Cây sự sống sẽ có ở đó, và sự rủa xả trên loài người sẽ không còn nữa. Chúa Giêsu phán, ai khát hãy đến, hãy uống nước sự sống một cách tự do. Kìa, ta đến mau chóng, phước cho người nào vâng lời ta. Ai nghe lời ta và tin Đấng đã sai ta thì sẽ được sự sống đời đời, và không bị đoán xét nữa, nhưng đã vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Đây là câu chuyện của Đức Chúa Trời dành cho quý vị và các bạn. Như quý vị đã thấy, Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo và Đấng ban sự sống đã phán và quan tâm đến mỗi người trong chúng ta. Quý vị có thể biết Ngài và chương trình tuyệt đẹp của Ngài cho đời sống của quý vị. Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng thánh khiết, và chúng ta phải đến với Ngài dựa trên những điều kiện của Ngài. Đức Chúa Trời muốn quý vị thờ phượng Ngài và tin rằng Ngài là Đức Chúa Trời duy nhất trong đời sống quý vị. Y như Adam và Eva đã không tin cậy Đức Chúa Trời, tất cả chúng ta cũng đều phạm tội bằng cách cố gắng sống cho riêng mình mà không cần đến Đức Chúa Trời. Kinh Thánh dạy rằng, cho dù chúng ta chỉ vi phạm một trong những điều luật của Chúa,